Chờ đợi có tài liệu giáo trình, chúng ta vẫn còn sinh hoạt theo cái kiểu vấn đáp, Phật học vấn đáp, và cũng xin nhắc đại chúng là cái này tôi nhắc nhiều lần rồi, khi mà viết ra câu hỏi đó mình phải suy nghĩ cho chín chắn. Vấn đề mình muốn hỏi là mình muốn hỏi cái gì, suy nghĩ chín chắn xong rồi đó là mình nêu ra câu hỏi cũng phải gọn ghẽ. Nó giống như mình đi học hồi nhỏ đó, mình làm bài cũng vậy đó, mình phải viết cái bài cho nó gọn ghẽ, câu văn cho nó đúng mệnh đề, đúng mạch lạc thì cái bài nó điểm nó mới cao. Câu hỏi mình cũng nghĩ chín chắn rồi, rồi lọc cái từ nào thừa bỏ đi, viết cho nó gọn, cho nó thành câu hỏi. Và đến số 1 là câu hỏi vấn đề gì, số 2 là câu hỏi vấn đề gì mà không được kể lể dài dòng, mà cũng không được cái đưa cái lý luận của mình vô trong đó. Lý luận của mình vô trong đó là thuộc về mình lý luận rồi, mà như thí dụ như đây nè, cái câu hỏi gì mà nó dài gần như cái tập vở vậy nè, đâu biết được ở đâu. Vừa hỏi vừa lý luận, vừa trả lời vừa giải đáp vừa phê bình trong này nè. Thành ra không có làm vậy, không có phê bình. Cái nào mình học trong cái phạm vi đạo Phật nè, kinh điển nè, chưa thuộc là mình hỏi thôi, chứ mình không phê bình, không lý luận. Còn cái nào mình lý luận được, mình phê bình được, có nghĩa là mình hiểu rồi thì còn hỏi chi. Thành ra xin nhắc để ý như vậy. Câu hỏi này rất là tốt chứ không phải là rất là lợi nha. Ngày hôm qua tôi giảng cho các thầy trên trường Hạ Thủ Đức là những câu hỏi rất là độc đáo, mà tôi mới liên hệ để coi hôm qua có ai có thấu băng không, là tôi sang lại cùng băng đó và liên hệ chưa được. Câu hỏi rất độc đáo, các thầy đại đa số là trụ trì, là tuổi lớn, người ta đã nghiên cứu lâu năm rồi mà ta cũng đưa câu hỏi lên cho nè. Những câu hỏi rất lợi. Nếu vì nào có quen với các thầy ở trên cái trường Hạ chùa Hội Sơn Thủ Đức á, là hôm nay hai cùng băng rồi, rất là độc đáo, học rất lợi, chứ không phải là phải đem kinh ra mà đọc nó mới là lợi đâu. Cái này là mình coi như mình vận dụng tất cả kinh điển, mình đúc kết lại thành ra cái hiểu biết. Giờ
Phật tử nào đây lại đọc giùm tôi coi. Nhân đức có lại bài văn gì đây dài dữ vậy? Đứng ra đi đọc luôn thôi. Kính bạch thầy, được biết thầy và một giảng sư chấp nhận đối thoại về đạo lý, giải đáp mọi thắc mắc, tôi rất vui mừng, không thể không tìm đến hầu thổ lộ những bức xúc từ lâu trong tôi về vấn đề đạo pháp. Rất mong được thầy khai ngộ cho. Thưa thầy, người bị bệnh được bác sĩ cho thuốc trị bệnh họ, nhưng bệnh không biết, không hết, còn nặng thêm. Hiểu con bệnh, phải nghĩ gì về cách trị bệnh của ông bác sĩ đó? Cũng như trên, thực tế đã được chứng thực, đạo Phật có trên 2.500 năm, mà loài người càng ngày càng đau khổ. Để thấy rõ hơn, hầu hết các tín đồ, trong đó có các chị em, các chị các em, chúng tôi theo học đạo gần hết đời, họ rất sùng bái, ăn chay, tụng niệm, có người còn đổ tiền của sức lực ra xây chùa đúc tượng, vậy mà kết quả còn đầy đau khổ. Đành rằng cũng có một thiểu số đắc đạo về mặt nào đó, nhưng càng đắc đạo thâm sâu bao nhiêu cũng chỉ trở thành một kỳ nhân độc đơn độc, không ích dụng cho chúng sinh bao nhiêu. Thực tế vừa trình bày không thể chối cãi được, và cũng không đủ lời diễn tả đúng hết được. Thực tế đó đã thôi thúc chúng sinh buộc phải đặt thẳng vấn đề với đạo. Cũng nên nhấn mạnh ở đây một điều là không thể đổ lỗi cho chúng sinh được, vì chúng sinh nó như thế mới gọi là chúng sinh. Nó si mê, ngang ngạnh, không chịu tu học, nó thiếu duyên, bất phận mới cần đến Phật, và Phật mới ra đời được. Chúng sinh có ba nghi vấn. Một là người truyền đạo không đúng với tinh thần của kinh. Hai là người viết kinh không đúng với ý Phật. Ba là phương thức thực hiện định hướng tư tưởng của Thái tử Tất Đạt Đa chưa được hoàn chỉnh chăng? Kính chào thầy Vũ Văn Hiền. Vậy là cái này coi như là tự nói là tự trả lời được hết rồi. Rõ ràng là tự hỏi là tự trả lời được hết rồi nè. Đó là tự trả lời nè. Thì giả đò để cái dấu hỏi sao thôi, chứ kỳ thật là mình trả lời rồi. Đây. Một là người truyền đạo không đúng với tinh thần của kinh chăng? Đánh dấu hỏi, chứ kỳ thật là biết rõ rồi. Người truyền đạo rất nhiều mà không đúng tinh thần của kinh, đó là một sự thật. Nhưng mà nói cái này là phải cẩn thận à, đừng có nói lớn mà nói nhỏ nhỏ thôi. Nói lớn là coi chừng bị công kích ghi gớm đó. Cho nên ai trả lời câu này nữa nè là phải coi chừng, nói nhỏ nhỏ thôi. Truyền đạo không đúng tinh thần của kinh đâu, chưa kể là Phật giáo. Tôi đã nói nhiều lần rồi, cái người đệ tử Phật từ lâu rồi coi Phật giáo như là một tôn giáo, và mọi người đệ tử Phật là tín ngưỡng Đức Phật như là tín ngưỡng một đấng giáo chủ của một tôn giáo siêu nhân siêu nhiên, một đấng thần linh ghê gớm giống như các đạo khác. Trong khi đó là đạo Phật là không phải tôn giáo. Đức Phật không cần lại lục, không cần năn nỉ gian sinh, và Đức Phật tự nói với mọi người rằng ta chỉ nói cái chân lý của cuộc đời, rồi tất cả mọi người đệ tử của ta phải sống theo chân lý, sống đúng chân lý, sống hợp chân lý, thì cái vô minh phiền não nó không có đến với các vị. Do vậy mà các vị được giác ngộ, được giải thoát, được an lạc, chứ không phải là do Như Lai Thế Tôn giúp cho các vị cái gì hết, mà các vị phải tự cứu các vị. Tổ Quy Sơn nói rằng kim sanh tiện tu quyết đoán, tổn liệu bất do biệt nhân.
tự mình định đoạt số phận mình, chứ Bồ Tát Phật không giúp mình gì được bằng cái kiểu mà phù hộ hoặc thổi bùa thổi chú, hoặc là đánh dẹp ma yêu tinh quái giùm để giải thoát cái khổ nào đó cho mình. Không có vậy, Phật không làm việc đó. Và sự thật đối với Phật, không hề có ma tinh yêu quái nào làm cái gì cho ta hết. Nó không làm gì được ta hết. Không ai phá hoại ta bằng ta. Nên hư tốt xấu, khổ vui là tự ta làm cho ta đó. Đấy, giáo lý của Đạo Phật là vậy. Nhưng mà mình triển khai giáo lý Đạo Phật có đúng vậy đâu. Triển khai giáo lý là nó biến thành một vị nhất thần giáo. Ông Phật là một ông siêu nhân. Tâm mà cái người đạt đạo có chứ không phải là không. Không có bao nhiêu, có ít, tức là có thuộc về cá thể cá nhân, còn cái tập thể là đa số. Không có đi sâu cho nên không có được giải thoát. Tôi nói ví dụ như là mình học đông vậy đó nè, nhưng mà cái người mà nắm thật sự cái tinh thần của Đạo Phật thật sự mà thật sâu đó là chưa có bao nhiêu. Tăng trưởng đức tin đối với Đạo Phật có, và tiếp thu được từng phần nào để đoạn trừ vô minh phiền não để có an lạc hơn cái lúc chưa học đạo có. Nhưng mà còn cái mà cái con đường mà thẳng tắp để đi tới cái chỗ cứu cánh giải thoát đó, cái số mà nắm cái đó là ít lắm. Là vì ít cho nên người ta có giải thoát đi nữa mình cũng không biết được, mình không biết người đó là ai. Bởi vì cái giải thoát của Đạo Phật gọi là bất tư nghì giải thoát pháp môn. Ai mà tu đúng theo cái pháp rồi là có cái sự giải thoát bất tư nghì, nghĩa là cái người đó giải thoát an lạc hạnh phúc tự tại mà người ngoài nhìn không có biết. Vì vậy cho nên là mình nói người ta không có giải thoát, hay là mấy ngàn năm rồi mà Đạo Phật không có đem lại an lạc giải thoát, thì điều đó cũng mình nói không đúng lắm đâu. Vẫn có mà ít, và có khi không phải ít lắm, nhưng mà những người giải thoát đó người ta có nói với mình đâu, còn mình nhìn ra mình có biết được người ta đâu. Cái giải thoát là bất tư nghị. Ai ăn nấy no, ai ngủ nấy khỏe, ai uống nước nấy đã khác. Chẳng hạn như Đức Phật là vô thượng giác đấy chứ, là vô thượng niết bàn đấy chứ. Nhưng mà nếu mà Ngài không có nói, đệ tử mà không theo dõi cái sự giải thoát của Ngài là cũng không biết Ngài có giải thoát. Người ta biết Đức Phật có giải thoát là gì? Là có những đệ tử theo hầu cận gần Phật, rồi các đệ tử mới nói bạch Thế Tôn, theo con nghĩ rằng là nếu trong cái vũ trụ bao la này mà có những bậc giác ngộ nào mà giác ngộ sống theo chân lý giác ngộ và có sự giải thoát, tức là có Bồ Đề Niết Bàn đó, thì theo chúng con nghĩ là chắc cũng cỡ Thế Tôn là cùng, không ai hơn được đâu. Phật nói, ủa sao hôm nay các đệ tử lại đề cao ta như thế? Dựa vào đâu mà các ông nói như vậy? Thì các đệ tử mới thưa bạch Thế Tôn, chúng con gần gũi Thế Tôn, người thì 5 năm, người 10 năm, người 15, 20 năm, mà chúng con nhìn cái sự sống của Thế Tôn đó, cái đời sống của Thế Tôn đó, chúng con cho rằng toàn diện lắm. Mà toàn diện là chúng con nghĩ cỡ đó, mười phương chư Phật mà có toàn diện là cũng cỡ đó. Hỏi toàn diện là như thế nào? Đệ tử nói cái vấn đề nè, nhất nguyên chấp nhất thần đa thần nào đó, nhất nguyên siêu hình tin tưởng một đấng nhất nguyên nào đó không đúng chân lý, thì cái điều đó Thế Tôn không có. Thế Tôn xa lìa được nhất nguyên. Cái thứ hai là chấp ngã và chấp pháp. Thế Tôn đã xa lìa được cái nhị chấp, chấp ngã chấp pháp. Thế Tôn không bao giờ còn có ý niệm chấp ngã chấp pháp.
Mà chính cái trong ngã chấp pháp đó nó làm cho con người trở thành phàm phu, trở thành là nguyên nhân đau khổ cho con người, là tại vì trong ngã chấp pháp mà Thế Tôn không hề còn ý niệm đó. Tam độc là ba cái thứ độc hại làm cho con người là cội gốc của tất cả các sự khổ não, mà Thế Tôn cũng xa lìa được tam độc. Tứ đạo, đối với chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, Như Lai biết rõ, Như Lai không còn lầm, Như Lai đã xa lìa được cái sai lầm đó. Ngũ cái, tham dục, xuân nhớ, thì viên, triệu cử, điệu hối và nghi, là cái mà làm cho đau khổ của chúng sanh, Như Lai Thế Tôn đã xa lìa lâu. Lúc dục, ngũ cái cũng giống, mà cũng tức là thêm vào đó ngũ dục, tài sắc danh thực thùy, Thế Tôn đã xa lìa từ lâu rồi. Ê, xin lỗi cái đó là cái gì ạ? Đến trễ phải không? Thất tình là lục dục cũng gọi là lục tắc á, là nhãn nhĩ tỷ thiệt thần ý của Như Lai đã làm chú nó từ lâu rồi. Đối với cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết là nguyên nhân đau khổ của mọi chúng sanh mà Như Lai đã chế ngự nó được từ lâu rồi. Thế thì lục dục hay là lục tặc Như Lai đã xa lìa rồi. Thất tình là hỷ nộ ai cụ ái ố dục, là những cái mà đau khổ triền miên cho mọi người trong hàng ngày, trong từng giờ, trong từng phút mà Như Lai đã xa lìa từ lâu rồi. Bát phong là những cái mà nó chôn vùi cuộc đời của chúng sanh trong đau khổ, là do là lợi suy quỷ dữ cơ sinh khổ lạc. Tất cả mọi người đều bị tám thứ gió đó thổi thất điên bát đạo, đau khổ vô cùng vô tận. Vậy mà Thế Tôn đã xa lìa từ lâu rồi. Rồi cửu não là những cái thứ mà não về thân về tâm Như Lai đã xa lìa từ lâu rồi. Rồi thập thiền thập xứ Như Lai đã xa lìa rồi. Đó là những cái mà nó làm cho con người triền phục ghê gớm, nó che lấp cái chân tánh thanh tịnh của mọi người để thành những người phàm phu cực kỳ đau khổ. Có lúc nó đau khổ như là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, và trở thành địa ngục ngạ quỷ súc sanh mà Như Lai đã xa lìa từ lâu rồi. Rồi còn cái phần có của Như Lai á, người phàm phu không bao giờ ai mà có được thập bát bất cộng pháp, 18 cái pháp bất cộng. Vậy mà Như Lai có. Về thập lực, người phàm phu không làm sao có được. Vậy mà Như Lai đã có, sống bằng những điều đó. Tứ cho sở quý, Như Lai có. Do vậy cho nên con nghĩ rằng còn nhiều cái nữa, nhưng mà đại để là con nói những cái điều mà phàm phu có thì Như Lai đã hoàn toàn xa lìa. Những cái mà chư Phật trong mười phương cũng lấy cái đó là tiêu chuẩn, chứ không cách nào khác hơn nữa được, thì Như Lai lại đã có cái đó. Do vậy cho nên con biết rằng là Như Lai là một bậc chí tôn vô thượng, mà mười phương chư Phật có thì cũng bằng cỡ Như Lai là cùng. Là thế là do những cái lời của đệ tử nói phân tách ra đó, ta mới thấy rằng là thế nào là Thế Tôn vô thượng, thế nào là bậc chánh đẳng chánh giác về vô thượng niết bàn, là do ta nghiên cứu nó có cái tiêu chuẩn. Chứ kỳ thật mà nếu mà không có những cái cuộc mà đàm luận như vậy, là chúng ta nhìn Như Lai cũng giống như một người thường mỗi ngày đi xin ăn. Đó là đạo Phật ta gọi là bất tư nghị giải thoát pháp môn. Người ta giải thoát mình nhìn mình không biết đâu, mà mình biết được Như Lai giải thoát là do cái cuộc đối thoại giữa thầy trò. Ta nghiên cứu cái Phật có,
Mà cái Phật có này mười phương chư Phật nếu có là cũng bằng cỡ đó thôi. Còn những cái mà chư Phật không có, xa lánh, những ly, là tất cả nguyên nhân đau khổ của người phàm phu, của hiền thánh đều bị đau khổ đó, mà Như Lai đã xa lìa được cái đó. Thế là Ngài còn ai hơn nữa? Do vậy mà ta đánh giá là Thế Tôn là một bậc vô thượng chánh đẳng chánh. Chánh giác là do cuộc đối thoại như vậy. Đó. Thế thì là cái sự giải thoát của mình ta phải học cái để ý cái đó. Mình nhìn thấy người ta giải thoát mình không biết. Và thật sự cái người mà giải thoát thật sự, người ta cũng không cần nói với ai. Vì có nói người khác nghe có khi của người ta cũng không biết. Tôi nói thí dụ như những người người ta là danh vọng địa vị tiền tài vô số kể, người ta mới cho là ta sướng. Nhưng mà rồi còn cái người mà nghĩa là đủ ăn đủ mặc tầm thường mà người ta cũng nói người ta sướng, thì thế gian ai mà tính? Nào ai có biết được cái sướng của cái người mà vừa có đủ ăn đủ mặc đủ ở tầm thường? Chính cái đó là cái thiểu dục tri túc, là cái giải thoát, cái an lành, cái hạnh phúc của người ta. Vậy mà người thế gian có mấy người biết được việc đó? Người ta biết được rằng lên xe xuống ngựa, lên giống xuống dù, danh vọng địa vị tiền tài vật chất vô số, ta gọi là cái đó là sướng. Thì họ làm sao họ chấp nhận được cái sướng của một người mà nhà cửa không cần cao lớn, không dột là tốt, áo mặc không cần lụa là sang trọng, ấm là tốt, ăn uống không cần cao lương mỹ vị, nó là tốt, vợ không cần đẹp hiền đức là tốt. Đại để là cái những người mà có cái chất liệu thánh hiền như thế, mình làm sao mình biết được cái người cái sướng của những bậc thánh hiền? Qua con mắt tầm thường người ta không thấy được cái đó đâu. Do vậy cho nên là có khi mình không biết. Thành ra cái việc mà truyền bá kinh á, mình không nên nói lớn, nhưng mà ta biến cái đạo Phật nó thành cái tôn giáo để ta tín ngưỡng, ta tôn thờ, thì dầu có chùa trắc trị cái số dày đặc như bàn tay này ở trên mặt đất này cũng không đem lại cái gì cho đạo Phật, cho những người đệ tử Phật. Còn nói chi mà nói chi là cái chuyện là xây tượng, đúc tượng, rồi xây chùa, rồi cúng tiền, rồi đúc chuông vân vân, lấy cái đó mà đặt vấn đề với đạo Phật thì rất là đáng tội nghiệp. Cái đó Đức Phật Thích Ca còn không biết cái chuông là cái gì nữa. Rồi bây giờ mình đem đúc chuông đi, mình đòi phước, phước ở đâu trọng? Phật Thích Ca không biết cái chuông đó nha. Mua cái mỏ 1,000,000 bạc đây ra Nha Trang mua, Phật Thích Ca không biết cái mỏ nữa. Ông đâu có biết để làm gì đâu. Rồi vậy đi cúng cái mỏ vậy đòi phước, phước đâu? Ông lấy gì ông cho? Ông còn không biết để làm gì nữa mà. Còn đúc tượng, trời đất ơi, mọi người đây nè, nếu mà muốn lại lại mọi người đi còn sướng hơn. Bồ Tát Thường Bất Kinh đã từng làm việc đó, tôi không dám khinh các ngài vì các ngài sẽ thành Phật. Tôi lại từng người là vì các người là đang thành Phật và sẽ thành. Sao thành Phật chứ còn mua cái tượng về nghĩa là 200-300 triệu đem về lại mà đòi thành Phật. Trời đất ơi, Phật lấy gì cho? Phước đâu trọng? Cho nên chúng ta làm rất dữ. Nay thượng cái lâm dù, mai hạ cái bồ đề. Tổ chức rình rang. Cho nên có những lần Phật Thích Ca nói chuyện với các Ma Dương á. Ma Dương nói, Ngài Thích Ca tôi làm Ma Dương khổ lắm. Tôi tới tôi thăm Ngài mà đệ tử Ngài nó không cho tôi vô. Nói tôi là Ma Dương. Thành ra tôi mới nói gạt nó, tôi nói Phật của ông
đâu có kỳ thị giữa ma hay là hiền thánh trời Phật gì. Phật ông là người từ bi vô lượng, đâu có phân biệt kỳ thị. Sao ông lại kỳ thị? Tôi phải nói móc méo vậy, đệ tử ông mới cho tôi vô, vô thăm ông đây. Cho nên là Ma Vương khổ lắm ngài ơi. Ông Phật cũng đây. Vậy chứ ngài tưởng tôi làm Thích Ca Mâu Ni sướng lắm sao? Trời ơi, nó dán nhiều cái nhãn khắp mình tôi. Nay nó nói tôi là cứu hộ cái này, mai nó nói tôi là giúp đỡ cái kia, rồi nó đem tôi ra, nó kênh nó kiểu tôi đi khắp cầu ông Lãnh, khắp Sài Gòn Chợ Lớn, khắp hang cồn ngõ hẻm. Mà tôi nào có muốn đi mấy cái chỗ đó để làm gì? Vậy mà tôi phải chịu đó. Ông tưởng tôi làm Ma Vương sướng lắm sao? Cho nên là tôi cũng chịu nhiều quan trái lắm. Sầu riêng nó đem để nguyên trái mà nó không để dao. Ông nghĩ coi, chuối mua về còn xanh dần, nó đem để nói cũng tui. Ờ, mà hãy miễn vừa mùi là đem xuống ăn hết. Ở trước cái thùng nào á, mặt tôi nó cũng có để cái là Tam Bảo Phước Điền, mà tôi nào có hưởng được gì đâu. Mà có tôi trọng á, ông tưởng tôi làm Phật trước lắm sao? Cho nên cái câu hỏi này là tự lý luận là tự trả lời là nó trúng rồi đó. Rồi cái thứ hai hay là người dứt kinh không đúng với Phật. Cái này cũng có nhưng mà không dám chỉ. Không ai dám chỉ. À, không đúng mà đọc biết không đúng mà cũng ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Khổ vậy. Cho nên là cái này cũng có. Cho nên là cái mà gọi là kinh điển á, mà các Phật tử tại gia mà chưa có đi sâu vào kinh Phật là các vị mà thấy cái từ gọi là kinh này, kinh này, kinh này, kinh này, kinh đó, các vị đọc giống như mình đi ra ngoài ngoài chợ mình mua quạt quạt máy vậy, quạt máy để coi tròn vậy đó. Về có cái trời nhận vài cái công tắc nó kẹt cứng rồi, nó không có chạy nữa, quạt vài lần bỏ. Còn quạt trần đem về quay giờ nó quay ghét còn hơn là xay lúa. À, cũng quạt mà quạt vậy đó. Nhà tôi bị thiếu gì cả, thành ra đồ dởm. Đồ thiệt có mà đồ dởm cũng có, mà dưới con mắt tầm thường của tôi gì làm sao tôi biết quạt nào tốt. Mà thấy nó tròn tròn, nó quạt quạt, nó quay quay vậy là mua về nhận vài cái là công tắc bật là văng, cái này là văng chốt rồi nè. Tôi mua cái quạt Nhật năm nay là 45 năm rồi mà công tắc dặn ào ào không bao giờ mà bị kẹt. Ở đây là dặn vài cái giờ nó dặn rồi còn rất so không mà thò vô điện nó giật chết. Cũng quạt máy đàng hoàng. Thế thì kinh điển nó cũng giống như vậy thôi. Có cái có những nhà được nghiên cứu kỹ lưỡng và sáng tác có giá trị thì điều đó mình may mắn mình đọc được thì có lợi. Còn mình không may thì mình đọc nhầm cái không có sâu sắc và không đúng ý kinh, điều đó có thiệt. Cái thứ ba là phương thức thực hiện định hướng tư tưởng của Thái tử Tất Đạt Đa chưa hoàn chỉnh. Điều này cũng có thiệt. Cái định hướng của Thái tử Tất Đạt Đa là cái đạo Phật để xây dựng cho con người cái thấp nhất là hạnh phúc và an lạc ở trong cái gia đình của người Phật tử tại gia. Cái thứ hai là xây dựng cái đời sống tự tại và khinh an cho những cái người mà xuất gia trên đường hành đạo. Và cái đỉnh cao của đạo Phật á, là xây dựng đào tạo cho con người đạt tới cái quả vô thượng bồ đề là chánh. Và từ có được vô thượng bồ đề thì từ đó mà có vô thượng niết bàn.
Chứ Niết Bàn không cần trông chờ mong đợi gì hết. Bởi vì Niết Bàn là gì? Niết Bàn là hoàn toàn không bị các điều khổ. Mà khổ là do đâu? Khổ là do tập, tập nhân. Quá khổ là do tập nhân, nghĩa là sống sai chân lý. Cho nên là phiền não vô minh đã sanh khởi. Mà phiền não vô minh sanh khởi thì nó mới xảy ra cái quả khổ. Còn như là tu hành mà thành được cái vô thượng bồ đề, tức là trí tuệ mình đạt tới đỉnh tân cung của trí tuệ, thì cái người này nhìn tất cả sự vật hiện tượng trên cuộc đời này, thấy rõ từng vấn đề một. Nói cách khác là nhận thức rõ chân lý của hiện tượng của vạn pháp. Do vậy cho nên sống không hề có sai chân lý, sống đúng chân lý, sống hợp chân lý. Cho nên phiền não vô minh không có lý do, không có điều kiện để nảy sinh ra. Mà không có sinh điều kiện, không có phiền não sinh ra, thì cái nguyên nhân khổ đã không có, thì cái quả khổ sẽ không có. Do vậy cho nên chỉ cần có bồ đề thôi thì đương nhiên là có Niết Bàn, mà không cần cầu mong chứng đắc gì hết. Đó, mình hiểu như vậy đó, là cái đường lối của đạo Phật là ta dạy vậy đó. Nhưng mà trong khi mình bây giờ đây là mình có phải tu vậy đâu. Bây giờ đây mình tu mà mình giái Phật mà để cho tôi năm nay làm ăn khá. Trời ơi, là sao Phật làm cái đó được? Lại Phật mà cầu nguyện cho tôi cúng nên 100 triệu chứ, mà có gia đình được bình an, mình giỏi, tôi làm ăn khá. Cái đó là lên mục tiêu rồi. Rồi mắc nợ hàng 5-7 tỷ vậy đó, rồi lại Phật mỗi ngày vậy đó, cúng cho tôi nghĩa làm thế nào để tôi được may mắn, để tôi mà giải tỏa nghĩa là mấy tỷ nợ của tôi. Thì làm sao mà Phật giúp cái đó cho được? Cái mục tiêu của người ta đây là giác ngộ và giải thoát, chứ đâu có phải là làm ăn khắp khá gì. Cái mục tiêu của người ta là hạnh phúc cho tự thân, cho gia đình là thấp nhất, tự tại kinh an là người xuất gia, và bồ đề Niết Bàn vô thượng là hàng cao cấp, đạt tới mục tiêu vô thượng. Nhưng mà mình tu nó lệch cái mục tiêu nhiều lắm. Đó, cái chỗ sai là vậy đó. Cho nên là cái bài này vừa nói vừa lý luận vừa trả lời, cái đó là tự cái này trả lời chứ không phải tôi thôi nha. Đọc giùm câu khác. Bạch thầy, giáo lý phát triển là gì? Tại sao gọi là giáo lý phát triển? Thôi à. Giáo lý phát triển là nó giống như là mình là chôm chôm Việt Nam của mình trước đây là 30 năm, 50 năm hồi tôi còn nhỏ đó, là tôi đi học về là tôi leo kem chôm là tôi nuốt lần 20 trái, nuốt luôn cả hộp, không bao giờ nhả hộp ra được. Là gì hả? Nhả hộp ra là coi như không còn gì để ăn. Do vậy cho nên ăn một bụng về hộp chôm không à. Rồi tới chừng mà mình đi giấc đi tiêu giấc bậy ngoài giường á, nó mọc lên lần 20 cho kem chôm á. Nhưng mà giờ nó phát triển rồi, giờ nó làm cho lai tạo cho chôm ăn tróc lóc à. Lai tạo á, phát triển là cái giống chôm chôm bây giờ là ăn không có bao giờ dính nữa, bỏ hộp ra. Đó là chôm chôm phát triển. Còn dưa hấu hồi xưa là hộp đặc ngừ, bây giờ ta lai tạo dưa hấu sẽ ra là coi như là sẽ một trái táo, không còn hộp nữa. Đó là dưa hấu phát triển. Còn con người hồi xưa cách đây là 3 tỷ năm á, thì con người nghĩa là giống như là con vượn vậy đó. Chủ nghĩa Mác Lê ta gọi đó là vượn người, chứ kỳ thật là con người lúc nó mới tiến hóa cỡ đó thì nó giống như con vượn, chứ không phải là con vượn là ông tiên tổ của con người. Nhưng mà tại vì nó phát triển, con người lúc đó nó còn thô sơ thì nó giống con vượn. Rồi tới năm nay nó tiến quá, nó phát triển mà. Nó tiến quá thành ra con người ngày nay đi đứng đàng hoàng, thành ra một con người tấn tú khôi ngô. Thì đó là cái quá trình phát triển của con người.
Còn giáo lý phát triển, ví dụ như hồi xưa là nói cái lý nhân duyên, nhân quả, mà cái chứng minh đó là chỉ có đạo Phật là nói được mà thôi, còn các cái người thường không ai nói được. Bây giờ là các cái nhà khoa học họ giải thích về vấn đề nhân duyên rất là thần sâu, là vì người ta biết rằng là nhân duyên trùng trùng vô tận. Thành ra giảng kinh đời nay là phải lấy cái nhân duyên của cái trình độ kiến thức khoa học của vật lý học ngày nay mà vận dụng, mà ví dụ để mà nói cho người ta dễ nghe dễ hiểu, cho nó ngang bằng cái tầm cỡ nhận thức của thời đại, gọi là giáo lý phát triển. Thí dụ như vậy nữa, thí dụ như hồi xưa thì người ta tin rằng là người ta tin thần thoại nhiều lắm, cho nên người ta nói Đức Phật mà khi mà sanh ra đó là phải sanh ngang hông, vì sanh ngang hông cho nên ông Phật mới là thông minh vĩ đại như thế. Bây giờ người ta nói không cần sanh ngang hông, vì sanh ngang hông mà thông minh thì bây giờ người ta mổ bụng, người ta mấy người sinh khó người ta lấy ra thì cũng ngang hông vậy, mà đâu phải người nào mổ bụng lấy ra ngang hông là thành Phật đâu. Do vậy cho nên vấn đề trí tuệ do thiền định mà sanh ra trí tuệ, chứ không đặt cái vấn đề mà sanh ngang hông để nó thành ra một cái thứ thiêng liêng quyền bí mà làm lỗ lã cho Đức Phật Thích Ca. Do lấy phát triển người ta nói vậy đó. Nếu như Phật Thích Ca mà thật sự mà do bà mẹ mà nắm cái cây vô ưu mà rồi nợ nứt đất mà sanh ra đấy, thì Đức Phật Thích Ca sẽ lỗ lã vô cùng. Lỗ lã là sao? Lỗ lã ở cái chỗ là ông sẽ không dạy ai được hết. Vì sao vậy? Vì cái đạo của ông dạy tụi tôi làm gì có được sanh ngang hông với ông. Ông sanh ngang hông cho nên ông mới có cái trình độ, cái trí tuệ như vậy ông thành Phật được, chứ tụi tôi đâu có được sanh ngang hông. Thành ra học với ông là chuyện vô ích rồi thôi, để ta đi ta ăn chơi bời, ta nhậu nhẹt, ta chơi mọi thứ thoải mái, rồi ta chết chẳng sướng hơn là đi học với ông mà tôi không có được cái như ông. Thế thì Phật Thích Ca làm sao giáo hóa cho ai được? Vì vậy cho nên là giáo lý phát triển ngày nay người ta nói sanh như bình thường, mà do thân khẩu ý thanh tịnh, tức là giới, vì thân khẩu ý thanh tịnh mà trí tuệ tập trung tư duy chân lý, mà cộng với cái sự thông minh bản chất của con người nhận thức được chân lý gọi là trí tuệ. Mà cái trí tuệ đó mà nhận thức toàn diện từng phần một của sự vật hiện tượng của thế gian, thí dụ như vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, nhất thiết pháp vô ngã, vạn pháp duyên sanh, những cái chân lý đó bao quát của toàn thể hiện tượng sự vật của vũ trụ, Đức Phật thấy đúng, thấy trúng, thấy rõ. Thế thì là ta gọi là ông là người đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ, gọi là Phật, chứ không cần phải nói là sanh ra ngang hông gì hết. Còn như hồi xưa người ta nói rằng Đức Phật mà sanh ra rồi đi bãi bước đó là thiên liên quyền bí, bây giờ người ta giáo lý phát triển, người ta không cần nói thiên liên quyền bí. Cái con số 7 đó, đây là miếng giấy này, là tuy là mỏng vậy là cũng là con số 7. Bốn bên, bề trên bề dưới, thành ra nó, tự thân ra nó là thành con số 7. Khoa học ngày nay ta nghiên cứu ra cơ thể con người 7 ngày cái tế bào nó cũng thay đổi trọn vẹn một lần. Và những cái nốt nhạc Do Re Mi Fa Sol La Si 7 nốt thôi, nhưng mà người ta uyển chuyển thành ra cái nhạc vô cùng tuyệt diệu. Nhạc tàu sang xe công liếu cộng liếu u cũng bảy cái từ thôi, bảy cái chữ, bảy cái ký âm thôi, mà người ta biến ra cái là vui buồn sầu khổ, nam xuân nam a, ngũ cung bà bình bán lưu thủy, không minh tòa ngọc lầu, vân vân, thì cũng từ số 7 mà ra, mà đã để như thế. Thế thì là bây giờ là cái vấn đề mà Đức Phật đi bảy bước đó mà, là để nói lên, là để nó tiêu biểu rằng là vũ trụ vạn hữu Đức Phật Thích Ca là người có thể coi như là cái biểu hiện đó, là coi như cái giáo trình, cái giáo án mà đã giới thiệu trước đó.
vì hữu tình vô tình đều phát xuất từ cái con số 7 đó mà ra. Bây giờ Như Lai xuất hiện lấy số 7 đó để mình làm phát quả cái chương trình giáo dục về vũ trụ, về nhân sanh, chân lý của vũ trụ, của nhân sanh. Mà nói rằng đi 7 bước chứ kỳ thật không có đi 7 bước. Nói rằng mỗi bước bước trên hoa sen chứ kỳ thật không hề có hoa sen. Mà cái đó là cái bộ môn vi tầng hữu thuyết. Cái cấp nói của Phật đã cho biết rằng Phật nói kinh có 12 cấp. Mà trong đó là trường hàng tụng tụng, có khởi, thí dụ, nhân duyên, tự thiết, bổn sanh, bổn sự, vi tầng hữu. Nói chuyện lạ để nó chứa đựng cái triết lý trong đó. Mà không cần nói cái kiểu mà thần thoại là siêu hình. Đó, như thế gọi là giáo lý phát triển, nghĩa là nói phải cụ thể. À, giáo lý phát triển tôi nói thí dụ như tam giới, hồi xưa người ta nói là cõi mình đây là cõi dục, rồi cõi sắc là ở cao mình gấp hàng trăm triệu cây số, thí dụ vậy. Rồi cõi vô sắc họ nói rằng cao cỡ rất là hàng ngàn triệu cây số, thí dụ vậy. Bây giờ giáo lý phát triển mà người ta đặt tới cái đỉnh cao của trí tuệ rồi, ta giải thích ý Phật, người ta nói vậy là nói bậy. Ta phát triển tới tận cùng ở đây là có dục cũng ở đây, có sắc cũng ở đây, có vô sắc cũng ở đây, ta bà cũng ở đây, mà cực lạc cũng ở đây, chứ không có phải ở Tây Phương mặt trời lạnh gì hết. Mà điều đó tôi chứng minh rất là hiệu nghiệm. Ngày hôm qua có người ta hỏi vậy chứ pháp môn Tịnh Độ Đức Phật Di Đà đó hứa rằng là nếu mà ai mà niệm danh hiệu Phật Di Đà từ 1 tới 10 niệm mà không giảng sanh cực lạc thì tôi thề không làm Phật. Vậy thì câu đó giải quyết làm sao? Thì tôi nói là đúng chứ sao? Ai mà niệm từ 1 tới 10 mà không được giảng sanh á thì Phật Di Đà thề không làm Phật. Mà bây giờ Phật Di Đà đã làm Phật rồi thì tất nhiên là niệm từ 1 tới 10 là vẫn có thể giảng sanh. À, giáo lý phát triển ta nói vậy á. Họ giảng sanh bằng cách nào? Tôi nói thí dụ như nếu mà mình giận nhau vô minh tràn ngập rồi, mình giận nhau rồi mình lấy cái mát mình sắp đâm cái thằng đối tượng của mình, thấy chưa? Sắp đâm á, lùi cái rồi ngoáy thêm cái nữa là hết cứu. Nhưng mà rồi nhớ lại, tu hành mình cũng biết đạo rồi sao mình đâm? Mình đâm rồi cái thằng kia nó chết rồi, cái quả đất này đâu có phải để cho mình ở đâu. Mà còn ngược lại, công an lại làm biên bản rồi bắt mình đi vô tù. Mà nếu mà đã đâm rồi là một cái ác rồi, mà còn ngoáy cái nữa là cái thứ hai nữa, nhẹ xử tử hình thì sao? Cho nên thôi dằn suốt Nam Mô A Di Đà Phật, 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 cao niệm Phật nghiến răng mà niệm, nhớ Phật, niệm Phật 10 tiếng vãng sanh qua một cái thế giới an lành. Thế nếu mà không có niệm, mà không có nghiến răng mà niệm đó là chọn cái là đau khổ tràn ngập rồi. Vãng sanh là vậy đó, tức là cái trạng thái tâm hồn đau khổ cực kỳ, phẫn uất cực kỳ mà nó qua một trạng thái tỉnh thức. Phải nhớ rằng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả chứ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nghiến răng bỏ vào ra, thế thì là vượt qua khổ ải liền. Đó, giáo lý phát triển thì giảng vậy đó, phải nói cho người ta nghe cho được. Và cái kinh điển đó nó phải cụ thể, chứ không phải nói để mà nói. Còn ở đây, ai là người tham dục, thực dục, dâm dục và đủ sức dục, tham dục về tài, về sắc, về danh, về thức, về thùy, là người đó là người đang ở cõi dục. À, ai là người hưởng mọi thứ tiện nghi trên cõi đời này mà không hề quan tâm, không hề là thủ đoạn gian manh xảo trá gì hết, mà thọ dụng cái gì mình có, thọ dụng cái gì gia đình mình có,
tâm hồn mình nhẹ nhàng, không lưu manh, không thủ đoạn, không lừa đảo, không giật quịch gì hết, mà mình vẫn hưởng. Cái điều đó không có gì tội lỗi đâu, mà với một tâm trạng an lành để mà hưởng những cái điều vật chất mà mình có, có trong cái phạm vi thiểu dục và tri túc, ngang bằng với cái tính chất đang có của mình. Thế thì cái đó được gọi là cõi sắc. Đang ở cõi sắc, sắc có nghĩa là cõi vật chất mà ta đang thọ dụng. À, rồi từ cái cõi đó đó, cái cõi an lành hạnh phúc với cái vật chất mà ta đang có đó, tùy ta muốn làm hiền, ta muốn làm thánh, ta muốn làm A-la-hớn, ta muốn làm Bích Di Phật, là do ta bồi dưỡng cái khả năng, cái trí tuệ của ta cho tới thành vô thượng bồ đề cũng được. Là ở cõi sắc đây nè, cõi vật chất đây nè. Còn cõi vô sắc là ai? Là những cái người mà tin là quỷ, tin yêu, tin thần, tin thánh, tin thủy long hà bá, tin nam tào bắc đẩu, tin quỷ sứ địa ngục, vân vân. Đúng cái gì cũng sợ, đúng cái gì cũng gian sinh, cũng cầu khẩn, cũng khuất phục, cũng quy lị. Đó là những người gửi gắm tâm hồn ở trong cái cõi siêu hình mà không bao giờ hiện thực. Đó là những người vô sắc cũng ở đây. Mà cái điều người ta nói như vậy đó, nói như vậy đó, phát triển như vậy đó là đúng với kinh điển. Tôi đủ sức chứng minh, đối thoại rằng nói như vậy không sai. Dựa vào đâu? Hỏi dựa vào đâu mà nói không sai? Thì dựa vào Phật Thích Ca và các đệ tử Phật Thích Ca, những người gọi là A-la-hớn. Kinh điển Phật dạy rằng những người đó là những người ra khỏi ba cõi. Nhưng mà sự thật ra khỏi ba cõi đó là Phật nói đấy, nhưng mà họ có cần bay cao nhảy xa gì để ra khỏi cái mặt đất này đâu. Như Lai Thế Tôn là bậc Chí Tôn vô thượng, mà Như Lai có cần bay cao nhảy xa gì ra khỏi cái quả địa cầu này đâu mà người ta thành Phật ở trên cõi này. Vậy thì chẳng lẽ Đức Phật Thế Tôn thành Phật rồi mà còn ở trong cõi dục hay sao? Không thể, Phật không thể là ở trong cõi dục. Dù ở trên mặt đất này mà không hề ở trong cõi dục, mà phải là ra ngoài ba cõi. Mà Phật mà ra ngoài ba cõi mà còn đi trên mặt đất, có nghĩa là mặt đất không thể, Phật không thể là ở trong cõi dục. Dù ở trên mặt đất này mà không hề ở trong cõi dục, mà phải là ra ngoài ba cõi. Mà Phật mà ra ngoài ba cõi mà còn đi trên mặt đất, có nghĩa là mặt đất này vừa là cõi dục vừa cõi sắc. Là phải nói nghe cho được, người ta nghe được thì người ta mới hiểu được, mà hiểu được thì người ta mới hành được. Nói mà ta nghe ta không hiểu được thì làm sao ta hành được. Giáo lý phát triển là vậy đó. Để cho câu khác. Điều số Phật Đề Bà Đạt Đa là nhất chuyển đề, Phật thọ ký thành Phật Thiên Vương. Còn Hòa Thượng chỉ nói không nhân quả vì đầy làm tròn 500 năm, xin Thầy giảng dạy cho. Hòa Thượng nó không nhân quả làm tròn 500 năm, đọc lại lần nữa.
hãm hại, bêu xấu Phật. Đề Bà Đạt Đa là nhất sự đề, Phật Thọ Ký thành Phật Thiên Vương. Còn Hòa Thượng chỉ nói không nhân quả, bị đầy làm trồn 500 năm. Cuốn thiền này là thiền là có những cái vị thuốc mà ngày nay người ta bỏ rồi thì đừng đem ra mà uống. Tôi nói ví dụ như là cái thuốc mà trồng trái á. Bây giờ trên thế giới người ta hội nghị cả thế giới người ta bỏ thuốc đó, vì thuốc đó hết công dụng. Cái vi trùng mà cái vi khuẩn mà làm cái vaccine trồng trái đó, dù là trên thế giới là có hàng mấy chục năm nay là cái bệnh đó tuyệt chủng rồi, nhưng mà ta vẫn để cái vi trùng đó. Để nếu mà trên thế giới mà xảy ra cái bệnh trái trời nữa đó, gọi là trái giống á, thì người ta sẽ lấy cái đó ta nhân ra, nó dễ hơn là mình tìm lại cái ban đầu. Nhưng mà thời gian dài cái bệnh trái giống đó người ta không có nữa, trên thế giới không có nữa, thì phải hội nghị toàn cầu về y học nên dẹp bỏ thứ vi trùng này hay không, hay là nên để. Thế thì là xét ý kiến chung là cái vi khuẩn này bây giờ không còn cần nữa, thôi thì bỏ nó đi khỏi mất công bảo quản ở trong cái bảo tàng viện của thế giới. Cái thuốc bệnh sốt rét bây giờ trên thế giới có chỗ còn dùng mà có chỗ cũng coi như bỏ, là vì người ta đã văn minh hóa, hiện đại hóa đất nước đã rồi, là cái bệnh sốt rét không còn, thế thì thuốc đó phải bỏ. Thì những cái thứ mà ở trong gọi là sách thiền á, sách thiền công án, thổi đầu, nó cũng giống như cái loại thuốc vậy. Đối với thời đó, cái bệnh đó đem ra cái công án đó, cái thổi đầu đó trị cho cái bệnh nào đó, người nào đó có công hiệu, mà đem trị cho người khác vẫn không có công hiệu. Cái... rồi cả từ đó tới nay cả bao nhiêu trăm năm thì lại càng cần phải bỏ. Cho nên vấn đề gì Hòa Thượng mà nói gì 500 năm rồi nói không nhân quả là đọ con trồn gì đó, cái đó không trả lời câu đó. Đó là những cái thứ thuốc mà ta trị nhất thời, trong lúc ỉa chảy là ta lấy là ổi này nhai nuốt vô xong chặt bụng rồi. Nhưng mà lá ổi không phải là thuốc cứu cánh cho nhân loại trên đời này, mà chỉ cần lúc đó là nhai đọt ổi với muối mà nuốt vô, thế là người đã chặt bụng xong. Nhưng mà xong rồi là bỏ. Thế thì những cái sách mà gọi là thiền hay là sách gì đó, đó là phương tiện của các bậc tiền bối, người ta vận dụng phương pháp tu cho ai đó, đối tượng nào, chứ không phải là cái gì ghê gớm lắm. Cho nên đừng đem cái đó mà cất đầu này nang đầu kia để đòi tìm hiểu, không cần thiết. Còn cái câu mà Đề Bạc Đạt Đa mà được Phật Thọ Ký thành Phật đấy, nhất xương đề mà được thành Phật đấy, thì cái đó là Phật nói là cái chủ ý là nói như thế này. Nhất xương đề là cái người không có cái đức tin đối với Tam Bảo, là đáng lẽ ra là người phải tội lỗi, phải đọa địa ngục, ngục này ngục nọ ngục gì đó, nghĩa là phải chịu đau khổ dài dài. Nhưng mà Phật Thọ Ký thành Phật có nghĩa là ý muốn nói này nè, cái người nhất xương đề mà còn được Thọ Ký thành Phật, huống chi là tất cả chúng ta nội đây không có ai là nhất xương đề hết. Vì vậy cho nên tất cả chúng ta ở đây nè, nên nhớ rằng mọi người là tất cả chúng ta ở đây nè đều được Thọ Ký thành Phật rồi hết đây. Phải hiểu như vậy đó. Cái người tội lỗi nhất xương đề mà còn được Thọ Ký thành Phật thì chúng ta không phải nhất xương đề, đương nhiên là chúng ta
thừa khả năng thành Phật, mà chúng ta coi như được thọ ký rồi hết. Cái ý là vậy đó. Và sự thật theo tinh thần Kinh Pháp Hoa thì chúng ta được thọ ký rồi hết rồi đó. Mọi người là Phật, đó là sự thật, nó vậy thôi. Còn cái chuyện mà nói chuyện con người mà đó làm chồn nữa, chuyện đó không nói nữa. Nói được nhưng mà nói không cần thiết, nói vô ích. Cái thuốc cũ rồi mà đem phân tích nó bằng cái gì, cái gì, cái gì, người ta không còn bệnh đó nữa thì không cần nói cái thứ thuốc đó nữa. Cho câu khác. Kính gửi thầy, thưa thầy, xin cho con hỏi một câu trong Thiền Tông thường nói: biết là vọng giác, không biết là vô ký. Câu này đạo lý như thế nào? Xin thầy từ bi chỉ dạy. Mấy câu này cũng không cần. Cái này học rồi từ từ biết chứ còn đâu mà lượm lặt những cái lang thang, những cái lang thang như thế đem ra hỏi chứ dòng dõi đó là từ đâu, con nhà thế phật danh gia nào, ví dụ vậy. Nó là những đứa lang thang mà truy tầm gia phả, truy tầm dòng dõi để phân tích nó là giai cấp nào ở trong xã hội, thì thiệt là một cái chuyện làm lung tung lang thang, không cần thiết. Nhưng mà đại để là nó như thế này, con người ta đó, cái hiểu biết của chúng ta đó, nó có ba à, nói cái này là nó có lợi. Thường thường hàng ngày về cái ý thức của chúng ta, hàng ngày ta sử dụng ba cái biết của ta đó, ta có thể là sử dụng, mà trong hàng ngày nó có thể trải qua ba cái tánh đó. Mà cái người học Phật có chánh niệm, có tư duy, người ta thường kiểm tra cái ý nghĩ của người ta. Thì trong cái ý nghĩ của ta đấy, trong hàng ngày, trong đời sống đó mà, một là ý nghĩ thiện, là ý nghĩ đáng khuyến khích. Ý nghĩ thiện là ý nghĩ gì? Là cái ý nghĩ đó đó, mà nếu mà thực hiện cái ý nghĩ đó ra ngoài hành động á, thì nó lợi mình, lợi người, lợi cho nhân quần xã hội, lợi cho tất cả chúng sinh. Nếu ý nghĩ đó mà biểu lộ ra hành động, ra lời nói, nó lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sinh, thì gọi ý nghĩ đó là ý nghĩ thiện. Hai là ý nghĩ bất thiện, tức là ý nghĩ ác. Ý nghĩ đó nếu mà biểu hiện ra bằng việc làm, bằng hành động, bằng lời nói, nên nhớ rằng là lời nói và việc làm đó, nó cái động cơ nó phát xuất ra từ nên cái ý đó nha. Tức là thân khẩu là ý, là chủ động cho thân và khẩu. Nên để ý cái đó đó, ta gọi là thân khẩu ý. Mà ý là cái động cơ, là chủ động cho thân và khẩu. Cho nên ý nghĩ đó mà nếu mà nó biểu hiện ra việc làm, hoặc là biểu hiện ra là nói, mà nó có tổn thương, nó có đau khổ cho mình, cho người, cho tất cả chúng sinh, thì ý nghĩ đó được gọi là ý nghĩ ác. Thế thì cái người mà tu hành đó là người ta thường tập quán niệm, có cái chánh niệm, nó giống như cái người bảo vệ của cơ quan vậy. Để khi nào mà ý nghĩ mà nó khởi thì mình biết đó là ý nghĩ thiện hay là ý nghĩ ác. Mà cái mà để biết được ý nghĩ thiện hay ác đó, cái đó ta gọi là chánh niệm. Người tu hành nào cũng nên tập cái chánh niệm đó, được nhiều thì tốt, mà ai mà không giữ được cái chánh niệm đó là coi như cơ quan không có người bảo vệ. Không có chánh niệm là con người mình coi như là
mình không có chánh niệm là coi như cái nhà bỏ trống, phiền não vô minh nó đến mình không biết, ý niệm nghĩ tốt nghĩ lành nó đến mình cũng cứ thoải mái để cho nó thoáng qua. Giống như cái nhà không có người trong cửa, người ác vô cũng được, trộm cướp vô cũng được, mà người lành người tốt cũng cứ để cho vô tự nhiên. Thế thì là mình không phân biệt được kẻ thiện người ác. Cái trạng thái sống như vậy là trạng thái sống buông lỏng, rất có hại. Người tu hành cũng vậy, nếu mà sống buông lỏng, ý niệm thiện nảy sanh cũng cứ để vậy, ý niệm ác nảy sanh cũng không hề biết, thì nó cái buông lỏng đó cũng rất có hại. Trên đường tu hành nó không có hiệu quả tốt. Mà muốn cho tốt là về tu hành cần phải có chánh niệm, muốn cho giữ nhà tốt là người tu hành cần có người giữ nhà, giữ tài sản tốt cần có người bảo vệ cộng, để biết rằng là người thân, người nhân viên của cơ quan hay là người địch thủ trộm cướp của cơ quan phải đuổi nó ra. Do vậy cho nên là phải có cái chánh niệm để mà làm cái người bảo vệ. Rồi ý niệm thiện thì mình phát triển, cái niệm ác thì mình hạnh chừa. Còn có những cái lúc mà mình không có nghĩ ngợi gì hết, không có nghĩ ngợi gì, cái lúc mà người ở đời người ta gọi là thư giãn, nói theo đông y về châm cứu, về dưỡng sinh, người ta gọi đó là cái thời gian thư giãn. Thư giãn là ta cần cái là tay chân buông thõng hết, không cần phải gồng phải uống gì hết đó, thư giãn hết. Và kể cái đầu người ta để cho nó thở hít cho hơi cho sâu, rồi ta buông lỏng nó ra, đó là thời gian thư giãn, mà trong đạo Phật gọi đó là vô ký. Thế thì cái lúc mà mình mệt mỏi, mình nghỉ ngơi, mình không còn nghĩ thiện mà cũng không nghĩ ác, thì lúc đó gọi là vô ký. Thế thì là trong ý nghĩ của ta có thiện tánh, ác tánh và vô ký tánh. À, vấn đề đó là vấn đề có lợi ích đó, ta phải học đó. Cho nên là thành thật mà nói với đại chúng là cỡ như tôi bây giờ mà. Cỡ tôi bây giờ là vì nó có cái lợi thế là tôi lớn tuổi rồi. Luôn luôn là tôi biết mình không còn sống được bao nhiêu. Người ta nhỏ hơn mình, người ta đã chết hàng loạt rồi. Thì mình còn được bao nhiêu, sống đây là sống dư đối với người ta. Cho nên là mọi việc tôi đều thường để ý về cái chánh niệm. Tôi nói để ý cho có chánh niệm nên là luôn luôn là phải để ý chánh niệm. Chứ còn có khi nó cũng lơi lỏng à, cái thằng gác cửa cũng phải đi chơi rồi nha. Có khi bỏ cơ quan đi vắng à. À, đâu phải nói cho đàng hoàng à. Bỏ cơ quan đi vắng, thấy cái gì mà làm cái gì mà trái ý bực bội không? Cũng là hơi gầm hét lên á. Nhưng mà đều gầm hét cách giờ thoải mái thôi. Nói sao mà ngu dây, măng dây nó dở quá vậy hả? Thế thì biết rồi, cái thằng bảo vệ nó trở về liền à. Nó nói thôi đừng la tại nó ngu vậy, chứ nếu nó bằng mình là nó là mình rồi, chứ đâu phải nó, đâu phải nó là nó. thế thì mình đầy cũng có đầy, cũng có nghĩa là thoát qua những cái bực bội, nhưng mà nó nhẹ hơn hồi nhỏ nhiều lắm. Nhỏ mình còn nóng nảy, mình còn u mê kinh điển mình chưa sâu à, cái thằng bảo vệ bỏ đi chơi quá nhiều, không có người giữ cửa. Thế thì bây giờ cái người giữ cửa, cái cửa tuổi này rồi, người giữ cửa tương đối là nó ít có bỏ nhà đi chơi, cho nên phiền não vô minh nó đến thì cũng có, nhưng mà nó chạy về liền. Cái thằng giữ nhà nó chạy về liền, nó đuổi ra. Thế thì là cái tánh vô ký là cái lúc mình thư giãn, mình không nghĩ ngợi gì hết á, nên để ý cái đó. Mà đạo Phật gọi là chánh niệm, giống như cơ quan có người giữ cửa, cái đó tốt lắm á. Cho câu khác. Thưa thầy, con có 4 câu thơ nhờ thầy dạy chỉ giáo. Đường đời trơn nhất nẻo, Bát Nhã thật là nhà, trên đường về quê cũ,
nơi đó là của ta. Minh Đức. Đường đời, đường đời chân nhất nẻo, Bát Nhã thật là nhà. Trên đường về quê cũ, nơi đó là của ta. Cái đó thì được, nhưng mà cái chữ chân nhất nẻo đó là chữ đó nó gượng ép, nó gượng gạo, không được hay, không được hay. Tôi thì không phải nhà thơ, nhưng mà đều ai làm bài thơ hay là tôi cũng biết. Thí dụ như có ông Vô Minh Cư Sĩ, ông làm bài thơ, ông tặng tôi một lần đó, tôi nói đó, bài thơ đó tôi cho là hay. Đường đời muôn vạn nẻo, không có cũng không không, hỏi người làm gì đó chơi. Câu đó tôi thích đó, bởi vì thường thường là tôi giảng thì là sống chơi, làm việc chơi, gọi là tu cũng tu chơi, ăn chơi, tất cả mọi thứ đều chơi. Và nếu mà có bệnh thì cũng kiếm thuốc uống chơi, mà uống mà không hết thì chết chơi. Nghĩa là không có cái gì quan trọng. Thành ra là cái ông cái Phật tử đó, ông làm đường đời muôn vạn nẻo, không có cũng không không. Câu đó hay đó. Không có là sự vật này không phải thật có, nhưng mà bảo rằng đây là không, là không, không phải. Mà là có, mà có mà không phải thật là vì nó là duyên sanh. Cho nên không có, phải nhìn đời bằng không có, mà cũng không, cũng không không. Nghĩa là có không phải thật có, mà không cũng không phải là không. Phải thấy cho được cái tính chất duyên sanh như quyển của vạn pháp, để mà nhẹ bớt cái chấp ngã và chấp pháp đi. Cho nên gọi là không có cũng không không. Hỏi người làm gì đó, làm tất cả gì chứ kỳ thật mình có được cái gì đâu. Trong Tổ Quy Sơn nói rằng là tùng sanh chí lão nhất vô sở đắc. Từ cái lúc mà mới sanh ra cho tới cái lúc mà già chết rồi, kiểm tra lại cho kỹ mình có được cái gì. Không hề có cái gì gọi là được. Cái mà người đời gọi là được đó là cái gì? Là sự nghiệp và tài sản và tiền tài và danh vọng. Mà danh vọng thì làm gì có thật. Còn tài sản tiền tài thì chẳng qua là cái phương tiện để ăn mặc ở ngủ ỉa, mà điều đó ai cũng làm được. Và cuối cùng là ai cũng bỏ cái đó chứ có đem đi được cái gì. Do vậy cho nên là cái có nó không có thật có. Cho nên là cái cuộc sống mình đó là phải nhìn đời thật rõ, thấy được tính chất duyên sanh nó rồi mình sống cách nhẹ nhàng thoải mái. Còn như câu này thì cái ý thì là học Bát Nhã thấy được cái chân lý đó thì tốt. Mà về mặt thi thơ đó thì nó tuyệt hay không tuyệt là cái đó là do mình trao dồi thôi. Chứ tôi thì cũng không phải là nhà thơ. Kính nhờ thầy giảng cho hai câu sau. Thứ nhất, trình bày mối quan hệ giữa giáo lý tứ diệu đế và bát chánh đạo. Câu thứ hai, tại sao khổ đế được xem là một chân lý? Cho cái quạt gần gần lại. Có để tên không vậy? Có để tên không vậy? Chẳng có để tên. Để biên tên lại đi rồi tôi sẽ nói. Những cái này là tôi giảng Bát Nhã giảng bao nhiêu lần rồi. Giáo lý tứ đế với bát chánh đạo là bát chánh đạo nó nằm trong tứ đế mà không biết nữa. Bát chánh đạo nó nằm trong tứ đế, nó ở trong đạo. Đạo đế nó là 8 phần ở trong 37 phần. Còn như cái khổ đó tôi có nói là
nói nhiều lần rồi, cái khổ đâu có chân lý gì. Khổ đế là nó là một sự thật, nhưng mà nó không phải chân lý. Thâm mê là các cái khổ nó tác động đâu hoành hành, mà tỉnh thức thì cái khổ nó không hề có. Thật tánh của vô minh là Phật tánh. Tham sân si là nguyên nhân đau khổ. Nhưng mà khi nào mình mê thì tham sân si nó là nguyên nhân của đau khổ, nó làm ra cái quả khổ được. Nhưng mà nếu mình tỉnh thức thì là tìm đâu cho ra tham sân si chứ. Do vậy cho nên là cái giáo lý tứ đế là tôi đã giảng Bát Nhã rồi, nó là cái phương chức dĩ độc trị độc của Như Lai. Về mặt tục đế thì nói nó là sự thật là có, nhưng mà về giáo lý chân đế thì khổ không có thật. Tôi giảng bốn thứ tứ đế vừa hổm rồi, có lẽ là vị này mới đi nghe lần thứ nhất chăng. Nghe lần thứ nhất thì còn có thể trả lời vài câu, chứ nếu mà nghe mà 7-8 năm nay rồi mà hỏi câu đó thì tội nghiệp tôi quá chứ, phải thương tôi chút đỉnh nào chứ. Nói mỗi lần vòng rưỡi ngồi về không có nhầm gì trời trên sao. Các câu khác. Kính bạch thầy, con chỉ biết La Hầu La là con Phật, còn Thiện Tinh Tỳ Kheo là con không biết. Xin thầy giải thích cho con tại sao Thiện Tinh Tỳ Kheo bị đọa địa ngục A Tỳ. Thiện Tinh Tỳ Kheo là con Phật ấy, con mà nhỏ. Còn muốn biết bà thứ mấy là hỏi mấy đệ tử tôi. Mấy đệ tử tôi nó có những cái quyển sách đó, nó nói kể cả bà thứ mấy nữa à. Thật sự là con mà nhỏ đấy. Bà thứ mấy thì tôi không biết, quên cho con không phải vậy đó. Và lại nữa cũng nhớ cái đó cũng không cần thiết. Điều đại khái là có vậy. Thiện Tinh Tỳ Kheo con Phật đó là kinh Niết Bàn, Phật có nói đàng hoàng là Phật cũng độ cho ông đi theo làm tỳ kheo đàng hoàng á nha. Mà miễn Phật giảng về lý nhân quả thì Thiện Tinh bác nhân quả. Phật giảng nhân quả cho người ta nghe, ông nói, Thiện Tinh nói trên đời này nếu có người nào mà nói không có nhân quả là tôi mới phục người đó. Chứ còn ông nào mà nói nhân quả như ông già này tôi không ngán. Trời vậy đó. Rồi có lúc bảo ông làm thị giả cũng theo hầu Phật, Phật thuyết pháp vậy rồi ông muốn nghỉ, muốn ngủ. Ông nói quỷ mặt cô la tới kìa, ông già này ngồi cứ nói hoài. Nói nhăn nhăn nói hoài. Cứ bật vậy đó. Rồi trong kinh nói rằng Phật có đi vô trong một cái thành gì đó, cái Thì La hay là Câu Thi La gì đó, đã để tôi vô trong cái thành nọ mà dân chúng nó quý Phật lắm. Phật đi mà dưới đất mà có cái dấu chân là người ta hung cái dấu chân, dấu chân mà in trên cát á, ta hung cái dấu chân á. Mà Thiện Tinh thấy người ta làm vậy đó là Phật đi là y khỏa hết. Y khỏa dấu chân hết. Không muốn cho người ta tôn kính Phật. Thế thì là phá Phật, quậy, cái đó gọi là quậy thôi. Quậy. Nhưng mà Phật cũng chịu cho, không sao hết. Nghe được như nghe không được thôi, quậy, kệ. Rồi các đệ tử hỏi Phật Bạch Thế Tôn chứ sao mà Thiện Tinh vậy mà Phật lại cho xuất gia. Ông nói ta cho Thiện Tinh xuất gia đó, nó đỡ khổ không biết bao nhiêu người mà nói.
Chứ nếu mà cái tâm hồn mà nó không hề biết tội lỗi, không biết nhân quả, không biết nghiệp báo phước, tội phước á, mà nó ở nhà mà nó lỡ, mà nó ganh tị lên, mà nó làm vua là biết bao nhiêu người đau khổ gì đó. Cho nên là ta là vì chẳng bất cái đau khổ của sinh linh, của con người, của nhân dân Ấn Độ lúc đó, ta kèm cho nó đi xuất gia đó, là cốt là chẳng đứng cái tội lỗi cho riêng bản thân là cậu ta, mà đồng thời là chẳng đứng các cái nguồn đau khổ mà nó sẽ tuôn tràn, nó tràn ngập trong nhân dân. Cho nên như là cho nó xuất gia đấy. Còn cái vấn đề cái chữ đọa a tỳ đó là nó như thế này. Cái chữ a tỳ đó mà tôi nói từ lâu rồi, đây này cũng giáo lý phát triển nữa nè. Người ta tưởng tượng rằng là đọa a tỳ ngục có nghĩa là phải lọt vào trong lòng đất. Rồi ở trong cái ngục nào đó ở dưới đất, rồi có nhân dương, rồi có quỷ sứ, rồi đánh đập và hành hạ, gọi là đọa a tỳ. Đó là cái quan niệm bình thường của nhân dân trên thế giới bây giờ, còn không biết bao nhiêu đạo người ta nghĩ ngợi như vậy. Nhưng mà riêng về đạo Phật thì cái chữ địa ngục, chữ a tỳ ngục không có nghĩa là ở trong lòng đất gì hết. Mà tất cả chúng ta, nếu chúng ta không khéo tu, lên trong cõi phù, trong cõi diêm phù, khéo tu thì nổi, mà vụng tu thì chìm. Câu ca dao tục ngữ ta nói như thế. Thì chúng ta khéo tu thì ta nổi, ta ở cái cảnh an lành của nhân gian, hoặc là thậm chí ta có thể ở cõi trời nữa, ta là trời. Còn bằng những bàn tay vụng tu là ta có thể đọa a tỳ hàng ngày. Bởi vì chữ a tỳ ngục, chữ a tỳ ta dịch là vô giác, còn chữ địa ngục ta dịch là khả yểm, là khả cụ, là bất lạc, là khổ khí, là vô, là hữu. Tức là ở trong cái hoàn cảnh mà tâm hồn của con người đau đớn, bực bội, ê chề, không còn muốn sống nổi, chết không được mà sống không an lành, thì nó ray rứt cả ngày lẫn đêm, lúc này qua lúc kia triền miên như vậy, ta gọi là a tỳ. A tỳ là vô giác, vô giác là cái đau khổ không có hở. Thí dụ trong cái gia đình nghe, có những cái gia đình mà từ sáng tới chiều á, con nó hư gặp con cũng đau khổ, gặp chồng hư chồng cũng đau khổ, gặp vợ mà mất nết thì chồng cũng đau khổ, nghĩa là vợ chồng cha con ở trong một cái nhà, nghĩa là nó đau khổ đủ thứ nảy sinh ra đau khổ. Đau khổ vì tình yêu, đau khổ vì tình thương, đau khổ vì kinh tế, đau khổ vì danh vọng, vì quyền lợi, gì đủ thứ đau khổ triền miên liên tục. Đó là ta đang ở trong địa ngục a tỳ. Đó cái nghĩa a tỳ của đạo Phật là cái đó. Cho nên là luôn luôn là bất bình, bất mãn, là tham vọng, là mong chờ, là trông đợi, và giật bực tức, là điên cuồng, thậm chí có người chịu không nổi tự tử. Đó là cái triệu chứng a tỳ ngục, người đó đã bị liên tục rồi. Thế thì cái khổ đó. Do vậy cho nên là Thổ Quy Sơn ta nói rằng nếu mà chúng ta không tu á, là lục đạo giảng hồi, tam giới bồ bạc, ta còn sống như vậy thế nào mà ta lên xuống trong lục đạo, ta loi ngoi lót gót trong tam giới. Mà cái câu này mà 45 năm trước là tôi học, tôi tưởng tượng rằng là tam giới là ba tầng giống như nói nãy, và lục đạo là tôi nghĩ là trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, là nó ở đâu dưới đất, nó ở đâu sâu xa. Cho tới bây giờ mà là sau 50 năm hành đạo, dạy học, nghiên cứu, bây giờ tôi mới thấy là lục đạo giảng hòa, chúng ta sống sờ sờ vậy nè mà chúng ta đã từng qua lại trong lục đạo. Có những lúc ta nhớ tới thập thiện nghiệp,
ta tu hành thập thiện nghiệp, ta bất sát, bất đạo, bất dâm, về thân, về miệng, ta không nói láo, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời theo danh, không nói lời hung ác. Về ý nghĩ, ta không ý nghĩ về tham, về sân, về si. Thế thì tâm hồn của ta đang sống ở trong một cái gia đình hạnh phúc mà ngang bằng với phước báo, gọi là người cõi trời, hưởng phước báo cõi trời, bất luận là nam hay là nữ. Nghĩa là lấy cái tiêu chuẩn thập thiện nghiệp đạo mà tu là ta hưởng cái sự an lành hạnh phúc đó là của cõi trời. Đó là ta luân hồi về cõi trời. Ngược lại ta có một sự bực bội nào đó, ta không còn được an lành ngang bằng thập thiện nữa, mà ta chỉ còn được ngang bằng tới bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng ngữ, bất ẩm tửu, tức là ngang bằng tới năm giới thôi. Và ta giữ gìn cái năm giới đó trong gia đình của ta, thế thì ta có hưởng cái hạnh phúc, cái an lành, cái vui là thú, cái thoải mái nó ngang bằng với phước báo của con người, gọi đó là ta ván quần, nghĩa là ta qua lại về nhân, nhân thừa, nhân đạo đó. Rồi có những lúc ta phiền não vô minh nó đến, ta cạnh tranh, ta đấu tranh, ta nóng nảy, ta hung dữ, ta thị phi nhân ngã đối với xóm, đối với làng, đối với những người thân, những người xung quanh ta. Thế thì ta đọa vào, nó qua lại trong cõi Atula đó. Đó. Còn như khởi một cái tâm tham vọng, mong cầu, âm mưu lừa đảo, giật quịch mà không bao giờ hiện thực được, tức là cái tham vọng bất chánh đó mà, thì nó đau khổ triền miên trong đó, là ta rồi qua lại luân hồi về đường ngạ quỷ đó, quỷ đói, nó thèm thuồng mà. Còn có những cái lúc đây mới đọc tờ báo hôm qua đây, cha mà là phạm sai lầm với con, tức là hiếp dâm con gái, à xử tử hình, có người xử 12 năm, khiếu nại lên thành phố, thành phố nói 12 năm là rẻ, về chấp nhận án 12 năm. Thế thì cái lúc đó cái tình cha con không còn cha con nữa, mà cái người cha đã bị cái vô minh nó che lấp, nó trở thành mình mất đi cái luân lý của con người nhân thừa, mà nó trở thành ra trong lúc đó mình sống với tâm trạng súc sanh đó, mình qua lại luân hồi trong súc sanh đó. Và có lúc vì cướp của giết người mà mình không còn thương cái tình nhân loại nữa, lúc đó mình cũng sống với tâm trạng của là súc sanh đó, chỉ vì miếng ăn mà không kể tình nghĩa như đồng bào gì hết, giết lẫn nhau mà không hề rốt tay, đó là súc tâm trạng của súc sanh, không còn cương thường luân lý tình người nữa đó, là ta là luân chuyển trong súc sanh đạo đó. Còn cái lúc mà cực khổ cực độ, vì tham, vì sân, vì si, vì danh vọng, vì địa vị, vì tiền bạc, vì nợ nần, vì là gia đình phản bội, vì con cái nó hỗn hào, vân vân, sống cho tới nỗi không còn sống nổi. Có người sống nổi ngoắc ngoải một cách nghĩa là ê chề, bệnh hoạn, khổ đau cho tới ngày chết, còn có người phải tự tử. Đó là ta qua lại trong lục đạo, mà trong hàng ngày nếu ta không khéo tu, ta vẫn qua lại trong lục đạo đó. Đó, đó là giáo lý phát triển, ta nói vậy đó, chứ còn đâu có sợ cái thứ địa ngục dưới đất, làm gì sợ, nó không có. Cho nên lục đạo giảng quần, ta có thể qua lại trong lục đạo đó. Số 10 khác, trưa khác, chiều khác, tối khác, mai khác, tùy theo cái hoàn cảnh gia đình mà ta có thể đi đủ trong 6 đạo. Hay là có những gia đình mà ta không có những cái khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì ta đi ở vào cõi người, rồi có trời, rồi có Atula. Đó, qua lại là như vậy đó. Ở trong tam giới cũng vậy. Có những giờ phút ta đang ở trong cõi dục, có những giờ phút ta không hề có khởi tâm dục vọng, tâm hồn ta rất là thanh thản, ta rất là tự tại, thế là ta đang ở cõi sắc đó. Có những cái người mà nó rủ ta đi bậy bạ trên Tây Ninh, là Điện Bà, là Thầy Thiếp, là núi Sam, rồi ta cúng ta lại, đụng đâu lại đó, để cầu nguyện giáng sinh này kia, đó là ta sống trong cõi sắc, cõi vô sắc đó. Đó, cái bằng tam giới bồ bạc ta loay ngoay,
là lặng hụp trong tam giới, ta qua lại trong lục đạo là ngay từ cái lúc này đây nè, chứ không phải là đợi chết rồi đâu. Chứ con người mà đâu có dễ gì làm trâu, đâu có dễ gì làm bò làm heo, bởi vì con người ta có trí tuệ, ta đâu có ngu đần như heo bò được. Cái nhân của người ta còn hiểu biết thì làm sao ta làm heo bò được. Cho nên nói là con người mà chết rồi làm heo, chuyện đó nói không trúng, chưa có thể làm heo được. Ngược lại nói rằng heo bò làm người, cái nhân làm người không có, làm sao nó làm người. Cho nên nó có làm người đi nữa là cái chuyện đó hằng hà sa số, bất khả thiết kiếp nào đó ta không cần nói. Mà ta nói cái bây giờ là Đức Phật muốn đào tạo cho ta, ta tránh cái mà luân chuyển trong lục đạo và tam giới đây nè. Đức Phật ra đời là vì con người, vì khai thị chúng sanh ngộ nhập cái tri kiến Phật để mà sống an lành hạnh phúc, chứ không phải nói cái chuyện vu vơ, cái chuyện quan đồ, cái chuyện không tốn. Do vậy cho nên đạo Phật không phải là một cái tôn giáo siêu hình. À, chỗ đó là cái chỗ giáo lý phát triển đó, người ta nghiên cứu giáo lý của đạo Phật. À, tới đó tạm cái đó dừng đó, còn câu nào nữa không? Tuổi đã 70, gần đây con đã giao nhà cửa cho trai và dâu, trên lầu nó ở, dưới bán hàng, chừa lại cái giường nằm và lặt vặt. Vậy mà vợ chồng nó không muốn sự có mặt của con trong nhà. Con nó mới 7 tuổi, hằng ngày đánh đập tàn nhẫn, nhìn cháu răng miệng chảy máu, mình mẩy bầm tím mà xót xa, ở với con mà phải ăn riêng. Cháu bị cấm không được gần bà nội, ở nhà cháu bị đòn oan, đi già rồi không biết phải đi đâu, con xin thầy một lời khuyên. Cái này bây giờ nó thuộc về cái chuyện riêng tư của nội bộ gia đình, xen vô cái ý kiến này thì không có gì hay hết. Nhưng mà xin lời khuyên thì theo ý tôi thì tôi xin khuyên như thế này. Đây là bà cụ hay ông cụ hả? Bà cụ. Tôi xin hỏi bà cụ, xin hỏi thì không cần trả lời. Bà cụ giao nhà mà có giao hoàn toàn hết cho họ trọn quyền chưa? Ý tôi muốn nói rằng hãy giao là coi như hoàn toàn mình không còn dòm, không còn ngó, không còn tiếc, không còn rầy, không còn gì hết. Mà làm nó giữ nhà thì nó ở, mà nó làm bể nhà thì nó chịu. Nó làm dơ nhất tường kệ cha con nó. Nghĩa là nói chung là tất cả cái gì đều mình không coi như không còn dính dáng gì cái của sở hữu của mình hết. Đó là cái cách giao nhà, giao như vậy mới tốt. Chứ mình không khéo, mình giao mà mình còn thấy của mình nó trọng, thì cái giao đó đối với cái người mà được nhận đó, họ vẫn thấy bực bội, họ vẫn thấy đau khổ. Cho nên họ không biết ơn mình. Tôi nói cái việc đó, thí dụ trong cái giới tu sĩ của chúng tôi cũng vậy. Có những cái người, có những vị tu sĩ được lãnh chùa, được giao chùa mà không hề có quyền. Mà cái quyền đó của những cái, của người thí chủ, hoặc là của cái người mà thừa kế còn ở lại. Mà bây giờ để tôi, thí dụ tôi được bổ nhiệm về chùa đó, là tôi là cái bình phong ở bên ngoài, mà còn tất cả cái quyền hành, cái giải quyết mọi vấn đề, trong đó kể cả vấn đề kinh tế gì đó, mà có là không phải là tôi. Thế thì tôi làm sao mà tôi quan nhân được cái, tôi vui vẻ mà ở với cái chùa này,
và cái người mà ở sau lưng tôi mà quyền hành quản lý tôi thì tôi lại nó có một cái đau khổ dai dẳng mà không lúc nào tôi gỡ ra được. Đó là tâm trạng thật sự của người tu đã có như thế đó, không phải là ít đâu. Khá nhiều ở trong cái hoàn cảnh như vậy. Do vậy cho nên người nào cúng chùa giao chùa, đây là chính tôi mà. Thành nội mà nếu giao cho tôi cái chỗ nào mà để làm Phật sự mà gọi là làm trường cơ bản đó ha, là phải giao hoàn toàn từ đất đai và chùa chiền, và không còn một người nào để lưu lại. Cái người mà của cái giai đoạn trước nó không còn, thì lúc bây giờ tôi mới có thể lãnh trách nhiệm tôi làm trường Phật học cho thành hội Phật giáo. Chứ mà còn người trong đó là còn một người trong cũng không lấy. Lấy là người ta giật dây mình đâu có làm được cái gì. Đó là bản thân tôi đã thực hiện vấn đề đó rồi. Còn một người trong đó tôi cũng không lấy. Thành ra cái trường hợp của bà cụ mà nếu bị giao là thật sự là phải hoàn toàn coi như mình không còn gì hết. Mà bây giờ hả, đã có đi học đạo rồi thì còn làm thêm cái này nữa. Cái tuổi cỡ này rồi ta không có ngán đâu con à. Con muốn cho ta ăn cái gì thì cho. Muốn cho ăn gì cho. Cho ăn ngon ta ăn ngon, cho ăn dở ta ăn dở. Mà nếu mà ta có cái tiền của chiền gì đó là lâu lâu ta ra tiệm ta quán ta mua thêm ta ăn. À vậy thôi à. Còn cho ăn ngon cho ăn dở à. Còn ta có bệnh á thì ta có tiền ta mua thuốc ta uống. Còn nếu như nó có thảo nó tự mua nó cho uống thì đó là cái tình nghĩa mẹ con là quý trọng. Còn bằng nó không cho thì ta cỡ này rồi ta không còn ngán. Không có thuốc uống thì ta mau chết hơn. Mà mau chết hơn thì ta giải quyết vấn đề đau khổ sớm hơn. Không ngán. Cho nên không hề rầy cái gì hết. Lập được cái ý chí như vậy rồi đó thì là coi như không còn chỗ đau khổ nữa. Còn cháu nội nó cho mình hung là hung, mà nó không cho hung rồi mình thôi. Lâu lâu mình nhéo mặt lên cái nhẹ nhẹ vậy đó. Bởi vì nó sợ như trùng, có những đứa con nó sợ, nó vệ sinh ghê gớm lắm, tân học mà. Bà nội rồi trầu cao rồi, phêu phào vậy, hung cháu nó nói như trùng. Mà nó không cho hung, không cho hung rồi mình rờ rờ nó chút vậy. À, không cho rờ nữa thôi mình khỏi rờ mình niệm Phật. Cho nên là cái lời khuyên cuối cùng của tôi là coi xét lại cái vấn đề giao hết mà mình giao ra làm sao. Cái nhà cho mướn bán đồ đó là ai cho, quyền lợi ai lấy, có mình trọng hay không. Mà tốt nhất là hoàn toàn mình không còn gì hết thì có thể con nó thương mình được. Mà nếu nó không thương đi nữa thì là cỡ như bà Di Đề Hy hồi xưa cũng có vậy thôi à. Con nó bắt vua cha nó giam trong ngục á, bà Di Đề Hy mà lấy bột mà nắng ở trong người để giả đòi đi thăm vua Tần Bà Ta La, chuỗi khoan bọng ruột rồi để nước ở trong đem vô vua Tần Bà Ta La uống để sống. Mà nó phát hiện ra, đứa con nó phát hiện ra rồi nó bắt nó dốc luôn. Thế thì là cái chuyện xưa cũng có, đời nay cũng có thể có những người con bất hiếu cũng có. Nhưng mà về mặt chủ quan khách quan là mình phải xét lại mình cho kỹ hơn nữa. Đó là lời khuyên của tôi. Còn gì nữa không? Hết rồi hả? Đừng ở đây. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận, thề nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thề nguyện học Phật đạo vô